thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thành Bắc thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trương Minh Hoàng, sinh năm 1979, cùng vợ là bà Trà Thị Trơi, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 5, ấp Bào Trả, xã Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ông Trương Minh Hoàng và bà Trà Thị Trơi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại thủ đất số 14 mới, tờ bản đồ 57 cũ nguồn gốc đất nhận tặng cho của ông Trương Văn Truyền năm 2002 sử dụng ổn định cho đến nay. Căn cứ trích lục của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh chi nhánh Tân Biên cho thấy, thừa đất số 14 mới tờ bản đồ số 57 mới được trích lục từ thừa đất số 230-244-430. Căn cứ hồ sơ địa chính sổ 1 kê, thừa đất số 230 do ông Thân Giang Sang đăng ký, từ đất 244 do ông Lê Chăn Ngạn đăng ký, từ đất 430 do ông Cao Thanh Phong đăng ký. Căn cứ biên bản làm việc của Ủy ban nhân dân xã Thành Bắc hiện nay, ông Thân Chăn Sang, ông Lê Chăn Ngạn và ông Cao Thanh Phong không còn sinh sống tại địa phương và không còn đất tại khu vực ấp Bầu rã xã Thành Bắc, huyện Tân Biên. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Thành Bắc sẽ làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Minh Hoàng và bà Trà Thị Rơi theo quy định của pháp luật.